Hello, xin chào mọi người đến với kênh của Lan Lê. Cuộc sống Bỉ ngày hôm nay. Hôm nay mình có đi siêu thị mua một ít trái cherry đầu mùa. Thì cherry đầu mùa thì nó như vậy thôi các bạn. Đó, cherry đầu mùa thì mình mua thì nó không được màu sẫm lắm, cho nên nó cũng có ít vài trái thôi, còn nhiều là màu đỏ đỏ. Ha, thì mình ăn thử coi nó như thế nào. Thì đầu mùa thì nó mắc hơn các bạn. Mình mua cái này là hơn 200 ngàn đó các bạn. Một ký hơn 200 ngàn đó. Đây, đây là cái dĩa chagi của mình. Chagi ở tiệm nó bán thì nó to hơn nhiều so với chagi ở trên cây, ở vườn nhà. Thì ở vườn nhà trên cây thì ở nhà mẹ chồng mình với nhà cha chồng mình hiện tại là có trái rồi, nhưng mà trái còn non, chưa có chín giống như như bây giờ, mà không biết là cái ở cái chỗ người chồng này nè, không biết người ta bỏ cái gì mà trái nó bự hơn là so với cái vườn mình trồng. Thì hôm nay mình sẽ ăn thử, nếu nó chua thì mình sẽ ăn với muối ớt nha. Có một số vừa nói vừa chảy giải luôn mọi người, có một số khán giả xem video mà mình ăn dâu tây tại vườn á, cái hỏi là sao mà nào giờ mới thấy mà có vụ ăn dâu tây chấm muối ớt. Tại vì cái gốc của người miền Tây mình á là ăn bất cứ cái gì cũng thích có muối ớt vô, hoặc là muối Tây Ninh vào trong đó để chấm ăn, như là ổi, hay là cóc, hay là xoài, hay là bất cứ cái gì, kể cả dưa hấu luôn cũng chát muối lên nữa các bạn. Cho nên người miền Tây thì lúc nào cũng hay thích ăn muối lắm. Đó, đây là chén muối ớt chay nha, mình bỏ vô, nếu mà nó chua thì mình sẽ chấm với muối ớt, còn nó ngọt thì thôi. Trái này ăn rất là bổ máu mà mẹ mình lại không biết ăn. Mẹ mình ăn thử, cho mẹ mình ăn thử, mẹ mình ăn nhăn mặt. Mẹ mình ăn nhưng mà mình nói không ngon, không thích ăn. Nhưng mà thật sự ở bên Việt Nam thì nó rất là mắc luôn. Mình ăn thử nha. Thịt không à, ăn rất là ngon, nhưng mà mình thích chấm muối. Đó. Còn nguyên cành luôn rồi các bạn. Nguyên cành. Nó mình kê lên cho các bạn xem ha. Tại vì ở bên mình không có chỗ để kê. Thì cái trái màu là màu sẫm á, màu sẫm màu đen á thì nó ngọt, còn mà cái trái nào mà hơi đỏ đỏ tươi á thì nó không ngọt bằng các bạn, nó có hơi có vị chua thêm. Đó. Mình thích ăn trái màu sậm đen hơn. Không biết ở bên Việt Nam bán bao nhiêu một ký ha các bạn. Ở bên đây đầu mùa hay mắc. Cherry này là dạng lựa nha, là các bạn có thể tự lựa. Nhưng mà cherry mà nó đóng hộp á, nó để hộp sẵn nó bán á, thì nó sẽ rẻ hơn. Nó sẽ bán một ký 150 ngàn hay là 160 ngàn gì đó một ký. Còn cái loại này là hơn 200 ngàn một ký. Thì mình thích ăn loại đen sậm nên mình thích lựa hơn. Mà nó ít cái màu đen sậm nên mình lấy cái màu hơi đỏ đỏ xíu không sao. Nhưng mà lựa ăn nó sẽ ngon hơn là mình mua nguyên hộp.
một ký này chắc khỏi ăn cơm luôn quá. Trái này thịt không à, ở bên trong thịt không à. Hộp cherry này mình vẫn trồng được các bạn. Theo chị Vinh Nguyễn Thị chỉ là đập cái hộp này ra, bên trong sẽ lấy cái phía bên trong á, trồng nó mau lên, nhưng mà đập nhẹ thôi, không được nên đập mạnh quá nó sẽ bể bên trong, trồng vẫn lên đó các bạn. Mình có coi nhiều ở bên chị Vinh Nguyễn Thị nên mình biết, mình thích coi bên chị tại vì chị chỉ những cái cách trồng trọt á. Rồi, coi như kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Một dĩa mình ăn không hết rồi mọi người. Nhiều quá. Rồi, hẹn các bạn trong video kỳ tới nha. Nhớ nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh của Lan nếu các bạn cảm thấy thích video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Bye bye.